Ủy khuất chỗ nào đấy, bây giờ người đi đâu, quay về chỗ ở sao? Mấy công tử đang muốn nói cái gì đó thì nghe được một âm thanh quen thuộc. Đúng vậy, chúng ta về trước. Âm thanh từ phía sau truyền đến, hai người quay lại nhìn thì thấy Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đường Tam trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, vì này sao lại tới rồi? Lúc này ánh mắt của Khổng Tước Đại Yêu Vương rất là phức tạp, hắn đi đến bên cạnh hai người, gật đầu với Đường Tam, sau đó vung tay lên, quang mang màu bạc quấn lấy hắn và Mỹ công tử, lập tức hư không tiêu thất. Mỹ công tử vừa đi, Đường Tam lập tức có một chút mất mát, cứ đi như vậy sao? Được rồi, đi thôi, ngày mai còn có thi đấu hai người. Thi đấu cá nhân đã bước vào trong vòng chung kết, thi đấu hai người ngày mai cũng sẽ quyết định bọn họ có thể đứng đầu tổ hay không. Nếu như đồng thời đứng đầu tổ, đối với Mỹ công tử cũng đủ để vang danh, có thể dễ dàng thu được sự tán thành của tổ đình, tốt nhất là có thể cầm được một chức quán quân. Khi đó tổ đình muốn đối phó với Khổng Tước Yêu Tộc thì phải suy nghĩ xem tương lai muốn đối mặt với một đại yêu hoàng hay không. Từ những lần tiếp xúc với một số đại yêu hoàng, Đường Tam thấy bọn họ hẳn là sẽ không tùy tiện can thiệp đến sự tình trưởng thành của Mỹ công tử. Dù sao yêu quái tộc cùng tinh quái tộc luôn luôn có mối quan hệ cạnh tranh mơ hồ. Đối với yêu quái tộc, số lượng đại yêu hoàng nhiều hơn thiên tinh hoàng. Nếu như có nhiều đại yêu hoàng hơn thì không chừng Nhật Thần Đế Quốc phải là tuân theo mệnh lệnh của Thiên Vũ Đế Quốc. Ngày mai sau khi thi đấu hai người kết thúc, cục diện vòng loại về cơ bản sẽ sáng tỏ. Sau đó khi đấu cá nhân và thi đấu hai người lần lượt tranh tài, xác định người cuối cùng tham dự trận chung kết, sau đó mới đến hai trận chung kết căng thẳng. Đối thủ trong trận chung kết chính là một cấp độ tồn tại khác, có thể tiến vào trận chung kết nhất định sẽ được chúng quần toàn lực ủng hộ. Cũng khó có thể nói đối thủ lúc đó sẽ mạnh đến trình độ nào, nhưng Đường Tam có lòng tin vào mình và Mỹ công tử. Nhất là hôm nay Mỹ công tử bỗng nhiên thức tỉnh và bộc phát, thực lực đã tăng lên rất nhiều, mà hắn cũng vì đại miêu lĩnh ngộ sát thần lĩnh vực và bị ảnh hưởng, kích phát một chút năng lực kiếp trước, từ đó thực lực của bản thân cũng có chỗ tăng lên. Từ lúc đến tổ đình đã qua một thời gian dài, vượt qua khỏi dự tính của ban đầu của Đường Tam. Đương nhiên chuyện này là vì Mỹ công tử, không có Mỹ công tử hắn đã sớm trở về thành gia lý. Những thu hoạch của chuyến đi này rất phong phú, là cơ sở vững chắc để tương lai hắn đột phá thần cấp. Chờ sau khi trở về thành gia lý, hắn muốn mau chóng đem những thu hoạch này hóa thành sức chiến đấu, để mình và các đồng bạn toàn diện tăng lên, sau đó sẽ chuẩn bị đột phá thần cấp. Tranh tài hôm nay kết thúc quá sớm, Đường Tam không trở về khách sạn mà đến núi Thiên Dương. Âm dương nhị khí cần tu luyện nhiều hơn để chuẩn bị xung hợp trong tương lai. Đường Tam có dự cảm, nếu hắn có thể chân chính xung hợp âm dương thành một huyết mạch hoàn toàn mới, thì rất có thể huyết mạch xung hợp từ bỉ mông cự thú cùng với hoàng kim mãnh mã cũng không thể so sánh được. Hơn nữa còn có thể trở thành huyết mạch lạc ấn hạch tâm để tương lai mình tấn thăng lên thần cấp, chỉ là việc này có độ khó vô cùng lớn. Mà đến nửa đêm, Đường Tam mới kết thúc tu luyện ở núi Thiên Dương cùng với núi Địa Âm và trở về khách sạn. Khách sạn khá yên tĩnh, Đường Tam yên lắng thu liếm âm dương nhị khí của mình có được, điều chỉnh cả hai. Âm dương nhị khí tăng lên rất nhanh, đến mức năng lực hấp thu để tầm bù làm ngân hoàng trước đó đã không đủ dùng. Theo cường độ tăng lên, âm dương nhị khí càng ngày càng dày đặc, nhưng đồng thời càng không được để bọn chúng xuất hiện tình huống không ổn định. Một khi xảy ra xung đột thì sẽ gặp rắc rối lớn. Đường Tam biết mình cần tạm dừng tu luyện âm dương nhị khí lại, không chỉ bởi vì làm ngân hoàng không đủ năng lực, mà còn vì bản thân sắp không chịu đựng được. Có âm dương nhị khí gia nhập, cơ hồ tất cả các lạc ấn đều bị bọn chúng ảnh hưởng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Đường Tam có thể quán chú âm dương nhị khí vào trong kim xí kỳ khi mà công kích tiền thù phòng long tộc. Nhưng khi mà âm dương nhị khí không ngừng được tăng cường, ảnh hưởng với các lạc ấn khác cũng ngày càng lớn, thậm chí có một chút ảnh hưởng đến bản chất lạc ấn. Biện pháp tốt nhất là áp xúc âm dương nhị khí vào trong lạc ấn làm ngân hoàng, khi mà cần sử dụng thì kích phát, nhưng vấn đề ở đây là ngay cả khi làm ngân hoàng có thể chịu đựng được thì đan điền cũng không thể nào chịu đựng được. Khi Đường Tam vận chuyển âm dương nhị khí, kinh mạch ở trong cơ thể có xu hướng không chịu đựng được, điều này cần hắn nhất định là phải tăng lên thể phách mới có thể tiếp tục tu luyện âm dương nhị khí. Năng lượng trí dương trí âm này quá nhiều hạn chế, nhưng Đường Tam cũng không sợ khó khăn, chính bởi vì càng khó tu luyện nên mới càng chứng minh được sự cường đại của nó. Vững chắc bản thân và dần dần tăng cường bản thân, hai lạc ấn hoàng kim mãnh mã và bỉ mông cự thú quá cường hãn, dung hợp cả hai rất khó khăn, hiện tại hắn vẫn chưa thể làm được, nhưng Đường Tam lại cần tăng lên cường độ thân thể, phải làm như thế nào đây? Hôm nay trên đường trở về, Đường Tam đã nghĩ kỹ, sau trận thi đấu hai người ngày mai, hắn có 2 ngày nghỉ ngơi, nhân 2 ngày này hắn quyết định sẽ thử nghiệm.
Hai ngày hiển nhiên không đủ để hắn dung hợp hai lạc ấn bỉ mông cự thú cùng với hoàng thì mạnh mã, nhưng có thể dung hợp một lạc ấn khác, đó chính là lạc ấn phòng long. Huyết mạch phòng long tộc là huyết mạch cấp 1, nhưng phòng long tộc không có đại yêu hoàng nên dù thuộc long tộc, ở trong tầng cấp huyết mạch cấp 1 cũng không tính là đặc biệt cường đại. Đường Tam tất nhiên không lãng phí một vị trí trong đan điền để hấp thụ lạc ấn phòng long, vậy nên sẽ dung hợp nó với một lạc ấn đã có. Hiện tại các huyết mạch lạc ấn của Đường Tam gồm linh tê thiên nhãn, sư hổ biến, kim bằng biến, thì quang biến, lam ngân hoàng, tinh tinh cùng với khổng tước biến, tổng cộng là 7 loại, mà hiện tại hắn đã kiểu sai còn thừa 2 chỗ trống. Trong 7 đại lạc ấn, linh tê thiên nhãn không cần nghi ngờ chỉ là năng lực hạch tâm, còn kèm theo một sát chiêu là cát hùng lưỡng cực lĩnh vực, sư hổ biến, khổng tước biến là huyết mạch cấp 1, lam ngân hoàng có thêm âm dương nhị khí chỉ là năng lực trọng yếu ở trong tương lai. Tinh tinh chiếm một vị trí lạc ấn làm Đường Tam không có cách nào khác, trước mặt xem ra tiểu nhà đầu này sẽ không làm hại hắn, hơn nữa còn có trợ giúp, trước mặt chỉ có thể mặc kệ nàng. Như vậy thì còn hai lạc ấn cấp 2, thì quang biến cùng với kim bằng biến. Hai lạc ấn này dù đều là cấp 2 nhưng đều phi thường hữu dụng, năng lực phi hành của kim bằng biến dù dùng ở trong chiến đấu hay là hành động đều rất tốt, mà thì quang biến chính là khống chế thời gian. Nếu như dung hợp phòng long biến thì không cần dĩ nghĩ nhiều, chỉ có kim bằng biến là thích hợp. Cả hai đều có năng lực phi hành, nếu kim bằng biến được bổ sung thêm khả năng khống chế phòng nguyên tố thì năng lực phi hành chắc chắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, phong long mặc dù không phải là long tộc mạnh nhất, nhưng phong long cũng là rồng, long tộc trời sinh có thân thể mạnh mẽ, sẽ tăng cường thể phách không nhỏ. Phong long biến là huyết mạch cấp 1, kim bằng biến là huyết mạch cấp 2. Sau khi bọn chúng dung hợp thì thành dạng gì Đường Tam cũng không biết, nhưng chắc chắn là sẽ có nguy hiểm. Có điều hắn nghĩ đến mình có linh tê thiên nhãn cùng với các loại huyết mạch cấp 1 tọa chấn, còn có âm dương nhị khí phụ trợ, áp chế nó hẳn là không có vấn đề. Ngay cả khi dung hợp sinh ra biến gì không tốt, thì cũng lắm là tách bỏ năng lực này, đi tìm tranh thử sơ thì hấp thu lại kim bằng biến là được. Đáng tiếc duy nhất là hắn đã làm mất một viên dược, nếu không có đan dược có thể cài thử hồi sinh làm hậu thuẫn, hắn sẽ không có áp lực gì khi mà dung hợp. Nghĩ tới đây, Đường Tam liền hạ quyết tâm, ngày mai sau khi thi đấu hai người kết thúc thì sẽ thử dung hợp phòng long biến, từ đó tăng lên thể phách bản thân, để mình tiếp tục tu luyện âm dương nhị khí. Nghĩ vậy, Đường Tam dần tiến vào trạng thái minh tưởng, luôn có cảm giác thời gian không đủ, dường như minh tưởng chỉ tiến hành trong nháy mắt hắn đã bị đồng hồ sinh học nhắc nhở và tỉnh dậy. Đường Tam mở cửa sổ ra, nhìn về hướng đồng phía xa, bắt đầu tu luyện tử cực ma đồng. Vừa tu luyện, Đường Tam vừa cảm thấy buồn cười, dù ở kiếp trước hắn cũng không vội vã tu luyện như vậy, đó là bởi vì kiếp này hắn có trách nhiệm trọng đại, Mỹ công tử có thân phận đặc thù, nếu mình không đủ mạnh thì làm sao có thể bảo hộ nàng, vậy nên mình phải mau chóng tăng lên. Đường Tam kết thúc tu luyện, đánh răng rửa mặt xong liền đi đến phòng ăn, hắn thấy các đồng bạn đều ở đây, rõ ràng là đang chờ hắn, ngược lại Trương Hạo Hiền hôm nay không thấy, không biết là đã đi làm việc gì. Quá lợi hại, Khổng Tước công chúa thật sự quá lợi hại, tiểu đướng ngươi làm sao quen biết nàng? Vừa nhìn thấy Đường Tam, Độc Bạch liền nghiêng người nháy mắt với hắn rồi hỏi. Trận chiến ngày hôm qua, thực lực của Mỹ công tử quả thực làm cho mọi người chấn kinh, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của bọn họ. Đường Tam nói, bí mật, còn trong lòng thì nói ta quen nàng từ kiếp trước. Đúng là rất mạnh, nhìn qua nàng còn nhỏ hơn ta, Trình Tử Trinh nói. Đường Tam nói, các ngươi hôm nay không tới xem thi đấu sao? Nếu đi xem tranh tài, bọn họ phải đi sớm rồi. Đường Tam là người dự thí nên không cần xếp hàng, có một đường đi riêng. Vũ Băng Kỳ nói, hôm qua sau khi trở về chúng ta liền thảo luận qua, chúng ta không đi xem so tài nữa, mà tranh thủ thời gian luyện tập, mấy ngày xem tranh tài khiến mọi người đều bị kích thích. So với các cường tộc này chúng ta còn kém quá xa, cho nên phải nắm bắt thời gian để tăng lên bản thân. Cũng tốt, Đường Tam lập tức phản ứng kịp. Không phải sao, tổ đình tinh anh đại tái quy định nhiều tinh anh dưới thần cấp ở yêu tinh đại lục, nhất là bây giờ. Các tuyển thủ còn lại cơ hồ đều là cường giả huyết mạch cấp 1, mỗi một người đều có thực lực mạnh mẽ, các đồng bạn bị kích thích là điều tất nhiên. Tổ đình sở dĩ tổ chức cuộc thi này là muốn kích thích những người trẻ tuổi nỗ lực phấn đấu hơn. Cô Lý nói, chênh lệch thật sự quá xa, ta nhất định là phải mau chóng tu luyện tới cửu giai. Thấy bộ dạng bị kích thích của bạn họ, Đường Tam an ủi, mọi người không cần quá gấp, chờ sau khi tranh tài kết thúc, chúng ta trở về thành Gia Lý để tiêu hóa thu hoạch lần này, thực lực của mọi người nhất định là sẽ tăng lên một tầng mới. Trinh Tử Tranh nói, ta mặc kệ, kỹ xảo phi hành người nhất định là phải dạy ta, nó thật sự rất tuyệt, nếu ta có kỹ năng phi hành của người thì thỏa mãn rồi. Không có vấn đề, Đường Tam cười nói.
Ăn xong điểm tâm, đám người phân biệt xuất phát, mấy người chiến đội xử lý khác đều đi leo núi tu luyện, còn Đường Tam thì tới địa điểm thi đấu. Khi Đường Tam đến thì Mỹ công tử đã đến trước rồi, bọn họ vẫn luôn luôn là người đầu tiên ra sân, nên không cần tới khu vực chờ, trực tiếp đi đến đấu trường. Hôm qua trở về phụ thân của người nói gì với người không? Đường Tam hỏi Mỹ công tử, hôm nay nàng mặc một thân váy dài màu lam, càng tôn thêm mấy phần cao quý. Mỹ công tử nói, hắn hỏi ta chiều kia là như thế nào? Đường Tam nói, thế người nói sao? Mỹ công tử thấp giọng cười nói, tất nhiên là không thể nào bán rẻ người, ta nói là hôm qua ta tự nhiên làm ra động tác đó.